Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8 năm 2023, thông tin từ lãnh đạo cục thuế Quản Trị cho biết, sau khi tiếp nhận thông báo của cơ quan công an về việc cán bộ lái xe gây tai nạn chết người, cục thuế tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ này. Người bị tạm đình chỉ công tác là ông Hoàng Công Thành, 51 tuổi, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, là phó trưởng phòng thuộc cục thuế tỉnh Quảng Trị. Ông Thành bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để làm việc với cơ quan công an liên quan vụ tai nạn. Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, chờ kết luận của cơ quan công an để xử lý các bước tiếp theo. Nếu cán bộ sai và vi phạm pháp luật thì sẽ có biện pháp xử lý nghiêm. Như báo Thanh niên đã thông tin, chiều 5 tháng 8, ông Hoàng Công Thành lái ô tô lưu thông theo hướng thị trấn Khe Sanh đi thị trấn Đào Bảo tại huyện Hương Hóa. Khi đến km 70 cộng 300 trên quốc lộ 9, ô tô do ông Hoàng Công Thành điều khiển lấn làng và tông xe máy do một phụ nữ cầm lái đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến người phụ nữ bị chấn thương nặng, tử vong tại bệnh viện sau đó. Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra tai nạn, lực lượng công an đã đo nồng độ cồn đối với ông Hoàng Công Thành. Kết quả cho thấy 0,13mg trên đích khí thở. Những thông tin liên quan sẽ được báo Thanh niên liên tục cập nhật tại thanh niên.vn và kênh YouTube báo Thanh niên. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.